Rồi, thì sau một vài phút chờ đợi thêm chút nữa thì chúng ta sẽ... sẽ bắt đầu vào buổi đào tạo ngày hôm nay. Thì vẫn như thường lệ, ta sẽ dành ra khoảng 15-20 phút đầu để trả lời các câu hỏi của các đội, đồng thời là highlight một số vấn đề về thể lệ mà các đội sẽ cần phải lưu ý. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua một số những cái câu hỏi của các bạn trên kênh chat nhé. Đầu tiên là có bạn hỏi là hôm qua trên buổi đào tạo OneShape thì mình có giới thiệu cho các bạn bốn cái bộ thư viện, bốn cái thư viện linh kiện điện tử, linh kiện của Rev. Thì bạn đang hỏi là có ngoài ra còn có không, thì mình trả lời với bạn là ngoài ra thì vẫn còn rất nhiều thư viện linh kiện khác, kể cả của Rev và không của Rev, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái. Còn riêng với Rev thì ngoài bốn bộ linh kiện đấy ra thì vẫn còn những cái bộ thư viện khác, nhưng mà đa số thì nó đang không được public, và bạn sẽ phải gửi mail đến đến chủ sở hữu để có thể xin được quyền sử dụng. Thì nếu muốn chi tiết hơn thì bạn có thể tìm kiếm trên trình duyệt Google hoặc là trình duyệt gì đó với từ khóa là FTC Ref OneShape Library. Có bạn hỏi là em có thể thiết kế robot trên OneShape dựa trên robot mô phỏng FTC Sim không ạ? Được nhé bạn. Bạn có thể tham khảo mẫu robot ở bất cứ đâu, miễn là nó phải phù hợp với cả cái đề bài của cuộc thi FTC năm 2023 24 là cuộc thi năm nay đấy. Đúng rồi, các bạn hỏi là bộ chứng chỉ và khóa huấn luyện trên nền tảng OneShape và FTC Sim là chúng em làm trên tài khoản cá nhân, sau đó chụp lại cho ban tổ chức đúng không? Đúng rồi, các bạn sẽ sử dụng tài khoản tùy ý, nhưng phải đảm bảo là tài khoản đấy có tên đúng độ. Cho em hỏi, có bạn hỏi là có bao nhiêu phần cần nộp, thì câu hỏi này thì bạn giúp mình là sẽ quay về file thể lệ đây. Mình đang show file thể lệ trên màn hình cho các bạn đây. Thì bạn vui lòng vào từng phần, ở đây có miêu tả chi từng phần cho bạn rồi. Bạn sẽ đọc giúp mình đầy đủ nhé. Về nội dung về thiết kế này, nội dung sản phẩm về lập trình này là sẽ có từng đây phần này, và truyền thông ở từng đây phần. Thì bạn giúp mình phải đọc lại vì mình là đội thi tham gia thì mình có trách nhiệm phải đọc thể lệ và hoàn thiện các yêu cầu của ban tổ chức. Có bạn hỏi là hết hôm nay còn buổi đào tạo nào nữa không, thì trước mắt thì sẽ không còn buổi đào tạo nào nữa, và những cái thắc mắc của các đội thì sẽ gửi đến ban tổ chức thông qua kênh hỗ trợ thôi. Ngoài ra trong thời gian tới nếu mà có thêm số lượng các đội mới tham gia hoặc là các đội có nhu cầu nhiều thì ban tổ chức có thể tổ chức thêm những cái buổi buổi hỏi đáp trực tuyến như thế này. Có bạn Thanh Trúc đang hỏi về cái địa chỉ email để nộp cái danh sách thành viên chính thức có dấu xác nhận của nhà trường. Thì địa chỉ robotics@me.edu.vn. Địa chỉ này là đúng rồi bạn nhé. Thì trong cái email mà xác nhận mà gửi đến cho các đội ấy đã hướng dẫn chi tiết về cái phần này rồi, và cũng có ghi rõ cái địa chỉ email trong đấy rồi, thì các bạn có thể vào email để mà đối chiếu nhé. Mình cũng thông tin thêm là hiện tại thì có một số đội đang 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 gặp vấn đề, đấy là thứ nhất là có những đội đang chưa nhận được email xác nhận, thứ hai là có những đội đã nhận được email xác nhận nhưng mà bị sai thông tin về điểm cầu. Thì ban tổ chức cũng lưu ý là cái vấn đề này thì vào ngày mùng 5 tháng 12 tới đây ấy, thì ban tổ chức sẽ đẩy lại toàn bộ cái email xác nhận này cho tất cả các đội. Thì trong đấy cũng sẽ có hướng dẫn chi tiết về cái phần mà cách thức gửi cái danh sách thành viên chính thức và các cái thủ tục để xác nhận đăng ký tham gia.
Thì các đội cũng lưu ý là vào ngày mùng 5 tháng 12 thì mình chú ý kiểm tra cái email một lần nữa. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Dạ. Cho em xin trả lời lại là những cái sản phẩm của các đội trong các phần nội dung, ví dụ như là chứng chỉ hoặc là bản thiết kế, thì trong ngày tiếp theo thì ban tổ chức sẽ cập nhật một cái phụ lục hướng dẫn nộp đầy đủ cho các đội. Vì vậy các đội vui lòng theo theo dõi trong những ngày sau để đọc được cái phụ lục đấy và bắt đầu nộp bài. Đấy, em xin trả lời câu hỏi chung đấy cho tất cả những trả lời chung đấy cho tất cả những câu hỏi về cách thức nộp các cái sản phẩm. Có bạn hỏi là cái chứng chỉ OneShape nó còn hai phần là Data Management và CAD Fundamental, thì mình trả lời lại một lần cuối cùng là các đội sẽ làm trên nền tảng CAD Fundamental trên thể lệ đã cập nhật cho các đội ấy rồi ạ. Đã cập nhật cái đường link đến CAD Fundamental rồi. Vậy giúp mình là đọc được kỹ thể lệ. Có bạn hỏi là cần thiết kế con robot trên OneShape rồi nộp đúng không ạ? Đúng không bạn tổ chức? Thì mình xin làm rõ ý này của bạn là bạn sẽ nộp một bản thiết kế về robot, còn có thể trên OneShape, có thể trên CAD, có thể các bạn vẽ tay cũng được. Nhưng mà khi bạn sử dụng nền tảng OneShape hoặc nền tảng CAD bất kỳ thì sẽ là một điểm cộng cho đội. Chứng chỉ OneShape thì sẽ không có không tên trên chứng chỉ OneShape thì sẽ không được khác so với thành viên đăng ký bạn nhé. Thì một bộ chứng chỉ gồm 6 chứng chỉ nhỏ hơn thì các bạn có thể chia nhau làm và tên trên 6 chứng chỉ có thể khác nhau nhưng mà phải đảm bảo là đều là của thành viên của trong đội. Các bạn Phạm Phan Ngọc Thảo Ly hỏi là dạ cho em hỏi cái bài challenge đó là về cái gì vậy? Thì bạn giúp mình làm rõ câu hỏi là challenge gì nhé? Challenge về cái gì? Bài tập về SPSSim thì có bạn hỏi là chỉ quan trọng là về đích và hoàn thành được bài chứ không quan trọng thời gian hay chạy mượt đúng không? Cũng không phải hoàn toàn như thế, vì trong FTC sẽ có hai nội dung em sẽ chia sẻ với thầy. Thế là nội dung về năm cái bài tập này thì nó sẽ không có ghi nhận thành tích về thời gian hay là chạy mượt, vì vậy đội chỉ cần hoàn thành đến đích là được. Nhưng với cái phần thi đấu trường online này là cái Z Arena, chúng em sẽ chia sẻ cho mọi người thì nó có ghi lại thành tích về thời gian và các đội cần phải tối ưu cốt chạy chạy thật mượt ạ. Có bạn hỏi là phần thiết kế OneShape có liên quan gì phần draw line không, thì mình xin trả lời với bạn là không. Và tại sao là không thì bạn giúp mình xuống thể lệ, mình sẽ trả lời lại một lần cuối nhé. Câu hỏi này mình cũng đã trả lời lại ở buổi đào tạo thứ hai rồi, mà mình xin phép trả lại lần cuối là phần robot draw line sẽ chỉ dành cho điểm cầu Đà Nẵng và Cần Thơ ở vòng thử thách với hình thức thi đấu trực tiếp đấy. Còn ở vòng vòng đào tạo thì tất cả các bạn đều làm thiết kế concept thôi, còn không liên quan đến draw line cả. Video giới thiệu đội bao gồm nội dung nào? Thì cái này mình đã ghi trong thể lệ rồi, nhưng mà mình rất là ngại khi mà phải chia sẻ những cái nội dung mà đã được liệt kê trong thể lệ rồi, vì vậy vì nó tôi đã mất thời gian và nó mất thời gian cho những câu hỏi khác của các bạn khác, thì mình sẽ share lại một lần cho bạn thôi. Nội dung về truyền thông là
phần video đây. Thì nó có yêu cầu về những cái định dạng cơ bản nhất của video. Ngoài ra là ở đây có những cái nội dung mà sẽ được sử dụng để tính điểm này. Và được những cái nội dung này sẽ được chấm bởi ban giám khảo dựa trên tiêu chí trên bảng điểm đây. Ngoài ra đội có thể bổ sung các nội dung khác tùy theo khả năng sáng tạo và kịch bản của đội. Các bạn hỏi là phần video FTC SIM mà không quay màn hình và bạn ấy quay bằng camera ngoài được không? Thì mình trả lời bạn là có thể được, miễn là sao bạn đảm bảo là nhìn nhìn được rõ phần phần code lập trình. Mỗi thành viên trong đội được sử dụng một app concept khác nhau và các bạn có thể làm đồng thời các cái chứng chỉ để nộp với ban tổ chức. Các bạn hỏi là phần hướng dẫn về Grabby phổ biến ở đâu, thì chút nữa cái này thì trên FTC Sim không có sẵn bài hướng dẫn, thì chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn hỏi là video có được mang đăng lên mạng xã hội không? Thì theo mình hiểu bạn ý của bạn hỏi là video về 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 giới thiệu đội. Thì cái video này sẽ không được đăng lên mạng xã hội đâu. Ban tổ chức sẽ không đăng, còn đội nếu có nhu cầu đăng thì sẽ Trên mình đăng trên các nền tảng của đội thôi. Challenge 2 điểm đấu trường online. À rồi, bạn Phan Ngọc Thảo Ly hỏi cái challenge về đấu trường online, thì chút nữa nội dung đào tạo mình sẽ nói về phần challenge đấy cho bạn. Phần lập, các bạn hỏi là phần lập trình quay bên onboard Java thay vì block được không ạ? À? Thì mình xin trả lời bạn là các bạn nên nên quay ở bên block, bởi vì là có thể ban tổ chức sẽ kiểm tra lại cái độ chính xác của code của các bạn. Thì sử dụng block thì ban tổ chức sẽ dễ dễ kiểm tra hơn. Các bạn hỏi là chứng chỉ OnSafe là bắt buộc các thành viên đều phải có đúng không? Thì mình xin trả lời lại lần cuối là chỉ cần một thành viên trong đội có chứng chỉ là được. Có bạn Hoàng Vũ hỏi là chuyển từ code onboard Java sang block. Chút nữa nhé, cho bạn Hoàng Vũ chú ý thì sau khi mình trả lời tất cả câu hỏi thì mình sẽ sang đến phần hướng dẫn về STC SIM. Thì bên đấy mình sẽ lưu ý cho bạn Vũ cái phần này. Rồi, thì cũng là 8 giờ 16 rồi, thì chắc là mình sẽ xin phép chuyển sang phần đào tạo về nâng cao hơn về FTC. Còn phần hỏi đáp này mình sẽ để dành đến cuối buổi đào tạo, ta có nhiều thời gian hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang từ mình sẽ share slide trước để cho bạn nắm được. Rồi. Trên trên màn hình của các bạn đang là slide của buổi đào tạo số 04, là với nội dung là nâng lập trình nâng cao với nền tảng lập trình mô phỏng FTCC. Thì trong buổi số 3 là buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã bắt đầu làm quen với nền tảng FTCC với việc đăng nhập và bắt đầu với những cái challenge đơn giản nhất. Thì trong phần trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào những cái
cái phần lập trình nâng cao hơn. Còn nếu nếu các bạn có từng trong ngày hôm nay đã vào đăng nhập FTC xin rồi thì sẽ thấy quen thuộc với những phần lập trình thôi. Thì cho mình xem đi lược lại nhiệm vụ của các bạn trong FTC này nhé. Thử thách cho đội thi này thì đã sẽ gồm 5 cái bài này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi lần lượt. Ở buổi sáng chúng ta đã đi qua hai bài là bài intro và movement rồi, là hai bài tương đối cơ bản. Sau xong buổi này chúng ta sẽ đi vào ba bài là TKL, Red in Color và Good Memory để là phần nâng cao hơn, nó có độ khó hơn tương đối. Đầu tiên là phần sensor nhé, sensor phần sensor thì mình sẽ xin phép chia sẻ luôn cái màn hình màn hình STC SIM của mình để hướng dẫn các bạn cho trực quan. Rồi, hướng dẫn lại một chút thì từ từ giao diện màn hình chính của trang web FTCC này, các bạn sẽ kéo dưới một chút thì đã thì sẽ xuống đến phần bài tập này. Đây, các bạn nhìn phần bài tập đây này. Đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần sensor nhé. Phần intro và movement mình là mình đã hướng dẫn vào buổi sáng ngày hôm nay rồi. Thì các bạn có thể xem lại record của buổi sáng hoặc là trong trong đây thì cũng sẽ có hướng dẫn của trang web FTC SIM họ làm sẵn cho các bạn rồi. Mình sẽ không nói lại nữa. Sẽ đi phần sensor nhé. Rồi, thì phần sensor này nhiệm vụ nó là gì? Nó là nâng cấp kỹ năng của các bạn vừa thông qua việc là học học về sensor, nghĩa là cách sử dụng sensor, những loại sensor cơ bản trong trên một con robot SPC. Rồi, thì nó sẽ thì chắc là để hướng dẫn nó cho nó dễ hiểu nhất thì mình sẽ đi luôn là bài đầu tiên. Mình sẽ làm thử cái bài đấy và đồng thời hướng dẫn các bạn luôn. Coi như là mình đóng vai trò là một người mới bắt đầu đi. Rồi, đây là cái giao diện này như mình giới thiệu buổi sáng thì nó là giao diện để hướng dẫn cho các đội lập trình một số bài. Những cái bài khởi đầu của từng chương, ví dụ chương sensor thì có bài 1 là bài khởi đầu thì nó sẽ có phần hướng dẫn này để các bạn làm quen với toàn bộ cả chương. Rồi, thì các bạn cũng bỏ chút thời gian đọc thì nó cũng hướng dẫn tương đối nhiều. Đó là những thông tin các bạn phải đọc ở đây. Rồi ở đây họ giới thiệu là con robot Beetle là con robot trên 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 sân thi đấu này là có thể sử dụng thêm cả sensor nữa, thì còn nó có thể sử dụng những cái thứ như là để xác định những cái thành phần như là màu màu sắc hoặc là khoảng cách đến một vật gì đó, ví dụ là tường đó. Thì họ giới thiệu là trong bài này thì nó sẽ hướng dẫn các bạn đọc đọc dữ liệu xuất ra từ cảm biến màu của con robot Beetle. Rồi, bắt đầu nhé. Thì họ hướng dẫn luôn là sử dụng khối telemetry block để hiển thị cái giá trị màu lên 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 chúng ta theo dõi. Zoom sát vào một chút. Thì cái màn hình mình đang sử dụng này nó có tỷ lệ hơi bé, vì vậy là khi share lên cho các bạn nó sẽ khung hình nó không được cân đối lắm. Các bạn thông cảm theo dõi giúp mình. Mình sẽ cố gắng phóng to những cái phần phần cần chú ý lên. Rồi. Ở đây họ đang nói với mình là sẽ sử dụng khối telemetry. Rồi. Ở đây họ yêu cầu mình là điều khiển con robot Beetle đến đỗ ngay bên bên trên cái khối màu này. Đấy. Thì yêu cầu là phải điều khiển robot tiến thẳng. Thì các bạn nhìn
Đây, bạn nhìn nào. Vị trí hiện tại của robot so với phối màu là đang nằm phía bên trên này. Đó. Thì nhiệm vụ đầu tiên là sẽ phải đưa robot đến cái vị trí màu. Rồi thì mình sẽ làm lại cái thao tác điều khiển robot như 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 cái bài buổi sáng này thôi. Rồi, cũng đơn giản. Đây mình sẽ điều chỉnh tốc độ một chút. Rồi, run. Đây thì robot đã chạy đến vị trí màu rồi. Thì đây là nhiệm vụ đầu tiên. Thì họ nó hỏi bây giờ là mình làm tiếp cái gì? Zoom gần nó một chút. Rồi, nhìn. Bảng là luôn. Continue. Rồi, bây giờ chúng ta đang đỗ trên cái khối màu rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu có thể sử dụng khối telemetry để đọc giá trị màu. Cái con the utility lab tabs thì có thể các bạn không nhìn rõ được bên đây, nhưng mà khi mà các bạn thực hành thì các bạn cũng có thể sẽ nhìn trên máy tính của mình được thôi. Click on telemetry. Rồi. Đây, nó có hướng dẫn này. Kéo khối nào. Là khối telemetry này. Rồi, kéo đi đâu? Kéo nó về đây. Rồi, kéo nó về đây. Rồi. Tiếp. Rồi, bây giờ nó yêu cầu mình thêm một block nữa cũng trong cái phần telemetry đấy, đó là block update đây, thì nó sẽ liên tục đọc giá trị và update giá trị của cảm biến, nó gọi là real time luôn đấy. Đó, đã kéo thả nó xuống dưới block này rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện việc code check. Thì ở đây mình khuyến cáo luôn các đội trong trong web nó sẽ không không hướng dẫn, nhưng mình khuyến cáo luôn là làm đến đâu thì mình save luôn đến đấy. Vì như các bạn thấy buổi sáng mình làm, nếu mà đường truyền mạng không ổn thì nó sẽ thường xuyên xảy ra cái tình trạng là bị drop và các bạn sẽ bị trắng màn hình, bị kích hoạt màn hình luôn. Bây giờ mình sẽ thao tác save này để lưu lại phần code đang làm dở. Chẳng may mà bị vấn đề gì bị mất mạng thì sau này có thể quay vẫn để quay lại và làm tiếp được. Thì các bạn lưu ý sử save liên tục nhé. Rồi. Continue. Bây giờ họ dẫn ta click on show telemetry, thì show telemetry nó ở góc bên trên tay phải này. Đó. Các bạn ấn vào nó sẽ hiện cái bảng này sẽ kết nối với cái khối telemetry mà các bạn vừa vừa sử dụng. Đó, thì thông tin từ khối telemetry sẽ được đẩy vào cái bảng này để các bạn nhìn nhìn xem là giá trị cảm biến là gì. Run thử nhé, run thử xem telemetry nó đang hiện là bao nhiêu. Các bạn nhìn đây nó đang hiện là không, không là không 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 chấm không ạ. Tại sao thế? Bởi vì là chúng ta chưa chưa lệnh cho robot là phải đọc giá trị gì. Nghĩa là biết là nó nằm trên màu đỏ rồi, nhưng mà trong cái khối telemetry chưa đọc, chưa có cái bất kỳ một cái lệnh gì liên quan đến cảm biến màu đỏ cả, nên chúng ta phải làm tiếp. Này, nói này, mình chưa code chưa đầy đủ vì nó chưa hiện được giá trị. Đấy, còn nó thay cái chữ key này thành grep value. Thì các bạn thay, bạn sẽ thấy là cái khối telemetry nó đổi cái từ key thành chữ grep value rồi, thì nó cơ bản chỉ còn cái gọi khác thì không. Bây giờ chúng ta sẽ phải lệnh cho cái sẽ phải cho cái khối telemetry biết là sẽ đọc giá trị gì. Cụ thể trong bài này đọc giá trị ở cảm biến sẽ đọc giá trị màu đỏ ở cảm biến màu.
Hướng dẫn hình tiếp là sẽ chọn vào khối sensor. Sensor đây. Rồi, chọn color sensor. Đấy, thì mục này nó sẽ gửi đầy đủ những cái nội dung về cảm biến màu. Nhận thì sẽ chọn color rep, kéo nó vào đây. Nối tiếp vào đây. Thì cái bước này xong rồi mình đã lệnh cho cái telemetry đọc cái giá trị màu ở trên đây rồi. Sẽ ấn run lại. Vẫn là một bước check code, mình sẽ save lại lần nữa. Rồi, run. Thế đây thì các bạn nhìn giá trị màu đã khác. Nó đang là vì màn hình nó hơi bị bé thì mình sẽ zoom vào một chút. Không zoom được. Thì nếu đúng nó sẽ là 225. 225 cho các bạn. Rồi. Nghĩa là khi con robot chạy đến vùng màu đỏ thì giá trị đọc của cảm biến màu đã khác. 255, con cảm ơn bạn 255. Rồi, bây giờ chúng ta vừa thực hiện xong bước là đọc giá trị màu. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm tiếp, bước tiếp theo là làm gì với cái giá trị màu đấy. Và mình sử dụng hàm hàm if. If tiếng Anh là nếu ấy. Thì về logic cơ bản nó sẽ là mình sẽ sử dụng logic cơ bản là nếu giá trị màu như thế nào đó để xuất hiện một tác vụ cụ thể. Ví dụ như là nếu giá trị màu đỏ thì sẽ cho robot rẽ sang bên trái. Đó, đó là logic cơ bản của sử dụng hàm if. Rồi, sử dụng hàm if nhé. Đó, đây là phần logic. Do if đây. Do if. Nó vẫn nằm trong cái loop loop tổng của nó nằm trong cái vòng loop toàn vòng lặp của cả khối code này. Rồi, logic thì sẽ build lại thôi, mình sẽ build lại đầy đủ. Rồi sẽ bằng 255. Rồi 255. 255. Đó, thì dòng này nghĩa là gì? Nếu if này get color rep, nghĩa là cái giá trị mà đọc được cảm biến ấy bằng 255 thì sẽ làm việc gì đó. Nếu giá trị đọc được là bằng 255 thì sẽ do là sẽ làm cái gì đó. Rồi, thì ở đây mình có thể toàn túy quyết định xem là do cái gì. Thì bây giờ mình đang muốn là nếu khi đấy thì mình sẽ rẽ sang bên trái đúng không? Rẽ bên trái thì sẽ lại chuyển sang vào DC motor và thực hiện lệnh dual. Rồi. Set power to phần âm được đấy. Đúng. 1-1 là quay sang bên phải. Rồi, mình save và hát chạy thử. Các bạn nhớ save nhé. Rất quan trọng đấy, vì sau này các bạn nếu mà làm những cái bài phức tạp hơn thì code sẽ rất là dài. Và nếu mà không save lại thì chẳng may nó bị disconnect cái là coi như là phải build lại từ đầu, rất là vất vả. Sẽ run thử nhé, mình zoom ra ngoài. Run này thì đến giá trị màu dễ nó đang quay liên tục bởi vì chúng ta đang dừng lại ở cái bước quay, nó đang quay liên tục thì không sao cả, nó sẽ có cách để ngắt cái việc quay lại. Tiếp theo họ vẫn nói là nếu nếu chúng ta làm đúng thì khi cái này khi con robot nó đi đến vùng màu đỏ nó sẽ quay quay liên tục quay theo chiều kim đồng hồ, thì việc quay như vậy là chúng ta hiện tại đang đi đúng lộ trình rồi, nó sẽ làm từng bước một rồi. Như mình vừa nói thì khi đến màu đỏ thì con robot đã đang kẹt ở cái kẹt trong cái vòng lặp là quay, thì bây giờ mình sẽ phải làm một bước để thoát khỏi vòng lặp và thực hiện những cái chức năng khác, những cái thao tác khác.
sử dụng văn phòng loop sẽ có cái breakout loop này. Thì nghĩa là khi nó chạy đến đây thì nó sẽ rời khỏi vòng loop này, rời khỏi cái vòng 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 lặp này, vòng lặp của màu đỏ ấy. Rồi thì ở đây nó đang hướng dẫn mình là sẽ thêm một số code này vào. Thì tại sao thêm code này thì mình sẽ build xong rồi mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Vẫn là sếp nhé, bạn đừng quên lệnh sếp. Mình sẽ chạy thử nhé. Rồi. Như mình thực hiện lệnh là khi đến lên màu đỏ này. Đấy. Sẽ giải thích cái logic toàn bộ khối code này. Thì khi đến màu đỏ thì robot sẽ đến đến màu đỏ nhất thì robot sẽ ra khỏi vòng loop. Dừng lại khoảng 130 mili giây. Sau đó sẽ thực hiện lệnh rẽ đây này, trừ một đến một là rẽ, rẽ rồi chúng ta sẽ đi thẳng. Đây là phần đi thẳng này, thì mình vừa cho nó rẽ sang bên tay phải thì là sai, phải rẽ tay trái thì mình sẽ đảo ngược lại cái phần quay này. Xem. Thì khi đến đây nó lại không quay, tại sao? Thì các bạn phải để ý là cái vòng cái màu màu bên dưới này gọi là màu xanh, không phải màu đỏ. Nếu là màu đỏ thì nó mới quay, còn không không phải là màu đỏ thì sẽ không thực hiện gì cả. Thì có hai cách để bạn sửa vấn đề này. Một là các bạn đổi giá trị đi sang giá trị của màu xanh, thì các bạn sẽ nhìn trên telemetry xem cái giá trị màu xanh là bao nhiêu. Thì đấy mình đang nhìn không được rõ lắm, thì bạn nào có thể giúp mình chat cái telemetry đấy lên 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 chat nhé, màu xanh là bao nhiêu nhé. Hai tư, ok, thế là 24 mình sẽ đổi đi để nó nhận được màu xanh. Rồi, xếp lại, reset và chạy thử. Rồi, màu xanh đến đây. Có bạn chat cũng chat là đổi chữ red thành màu xanh, mình thử nhé. Xem được không nhé. Blue đây. Reset. Vậy tại sao không quay? Bây giờ mình trả lại 255 cho các bạn. Để chuẩn nhá. Cùng cãi nhau nhá. Là đỏ. Đó. Thì khi mình đổi đỏ là 255 thì nó sẽ quay sang bên trái và đi thẳng vào đích.
Thì rồi thì các bạn thấy là cái màu ở trên đây nó thay đổi từ xanh, có thể xanh có thể đỏ tương đối random. Thì có bạn nhắn lên nhóm chat, nó sẽ sử dụng hai lệnh if, một cái if cho xanh, một cái if cho đỏ. Thì mình sẽ thử nhé. Rồi đây, if color blue là 25, 24. Thế như có bạn hỏi là cách nào để đỏ, thì đỏ thì nó rẽ trái hay xanh nó rẽ phải, thì đây mình sẽ dùng hai lệnh if. Ok, có bạn đóng góp thông tin là nhóm chat thì sử dụng mình thử giới hạn, nghĩa là không không xác định chính xác giá trị nữa mà sẽ giới hạn giá trị lại. Như bạn có thể thấy là đỏ với xanh nó đang chênh lệch khoảng tương đối xa là 255 và 21. Thế thì khoảng cách chênh lệch nó tương đối xa, thì vậy có thể trong mô phỏng chúng ta sẽ có thể tìm cái ranh giới giữa hai cái này. Vậy bạn ấy gợi ý trên nhóm chat là 200. Đấy là 200 là ranh giới, nghĩa là 200 là mốc ở giữa, nếu lớn hơn 200 thì sẽ là màu đỏ, còn nhỏ hơn 200 là màu xanh. Thì trên mô phỏng thì bạn có thể làm thế được, bởi vì là số liệu chính xác hoàn toàn luôn, là đỏ là 255 và xanh là 221. Nhưng trong thực tế các bạn sử dụng thì chạy thì giá trị màu đỏ nó sẽ không thể là chính xác 255 được, nó có thể chênh đi tương đối nhiều, tùy thuộc vào những cái vấn đề bên ngoài như là cường độ sáng này, khoảng cách giữa cảm biến với cả vùng màu này, cách in cái màu ra cũng ảnh hưởng đến giá trị đấy. Vì vậy là trong thực tế nếu mà muốn muốn sao muốn muốn xác định cái giá trị này thì các bạn sẽ thử rất nhiều thực tế. Còn trong mô phỏng này chúng ta có thể đọc được chính xác rồi, thì tạm thời để hiểu về logic chúng ta vẫn sẽ sử dụng giá trị chính xác luôn. Rồi, tiếp tục đến cái phần hai vòng lặp, hai phần if. Rồi. Mình cái thao tác mình vừa làm là nếu mà màu xanh nó nhận được màu xanh thì nó sẽ if để rẽ sang bên phải. Reset lại, chạy thử lại nhé, vẫn không quên save. Hoặc hiện tại là đang là màu xanh. Màu xanh đang không quay bởi vì là giá trị telemetry đây là bao nhiêu nhỉ? Mình đã không nhìn được giá trị telemetry này nên không thể xác định chính xác được cái điều kiện để quay sang bên phải. Thì nếu thế thì mình sẽ chạy để nó sang màu đỏ đấy nhé. Đây vẫn màu xanh thì mình sẽ reset và sang màu đỏ. Vẫn đang không được sửa. Thì bạn nào có thể giúp mình cung cấp cái giá trị chính xác của cái đang bị lỗi chuột của mình, làm sao không chọn được đây. Đây.
Màu đỏ chạy ok rồi, mình cần xác định giá trị của màu xanh để chạy. Để chạy lại blue nhá. Blue, khi bạn nhìn này, nó đến vòng blue mà nó quay thì nghĩa là chúng ta đã thế là blue là chính xác. Ok, là đã nhận được màu xanh rồi. Bây giờ chỉ còn bước cuối cùng là đổi lại cái quay của xanh này thôi, thì sẽ phải quay ngược lại là đổi sang trừ một. Chạy thử nhé. Mình nhắc lại trên cái telemetry này nó sẽ hiện ra trị màu này. Ở bên trên bên phải này thì màn hình mình đang dùng thì đang bị bé, vì vậy là khi show các bạn thì nó khó nhìn, nhưng mà khi các bạn thực hành trên máy các bạn sẽ nhìn nó sẽ dễ hơn. Đây này, telemetry hiện ra đây. Hiện tại cái gai thì có thể là cái gai không làm gì nữa, em sẽ tắt đi, không làm gì nữa. Ok, hết rồi. Ok. Rồi. Gọn hiện red value là 255 này. Nó sẽ hiện lại để xem màu xanh nhận ok chưa nhá. Xanh này. Đó, xanh hiện là 11 và đã quay ok rồi. Rồi, đó bạn hỏi là tại sao toàn bị quay vòng. Quay vòng bởi vì bạn chưa có break the loop này này. Nếu bạn không break the loop nghĩa là mình sẽ tháo break the loop ra ngoài nhé, để bạn xem. Chạy lại. Được đấy. Dừng ở đây nó bị quay. Và mình sẽ bỏ hẳn lên đây. Để con anh thì việc con bị quay thì bạn chưa 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 nghĩ là thoát ra khỏi vòng lặp này, nếu nó sẽ tiếp tục lặp lại cái việc là robot quay, thì bạn thoát phải dùng thêm cái lệnh break the loop này. Rồi, để ra khỏi vòng lặp đang quay để chuyển sang cái lệnh mới. Đó. Thì trong cái phần bài này chúng ta sẽ tập trung vào lệnh sleep là trong linear mode đây nhá. Đây nhá. Đó, thì nó có sleep này. Thì chúng ta sẽ chọn thời gian để nghỉ bao giây, thì chút nữa chúng ta thấy cái phần này tương đối quan trọng đấy, nhưng mà chưa đến bài này. Thì trong cái là phần phần bài về sensor này, chúng ta sẽ tập trung vào việc là đọc giá trị cảm biến này và hiện lên lên thanh telemetry này. Còn đọc được giá trị cảm biến rồi thì việc làm tiếp theo làm gì là tùy tùy đội. Trong bài này là mình sẽ phải lựa chọn để rẽ quay quay sang trái và tiến thẳng. Nay mình sẽ hướng dẫn đến bài Grabby nhé, là bài số 5. Rồi, có bạn bảo là màu xanh thì sẽ phải L1, nghĩa là động cơ left là sẽ là một và động cơ R là trừ một. Thì hướng dẫn các bạn nào chưa biết thì left một và trừ một là gì, là nó xác định chiều quay của động cơ, một sẽ quay theo chiều tiến ví dụ như vậy, và trừ một sẽ quay chiều ngược lại. Thì để biết được xác định là một và trừ một nó quay như hướng nào thì các bạn nên nhét vào và chạy thử luôn, nó không thể nhìn rõ là chiều quay ở trên con robot này.
Rồi. Đó. Bạn hỏi là phần color sensor này làm bài mấy thì theo đúng thể lệ đây. Theo đúng thể lệ đây thì đây. Theo thể lệ thì các bạn sẽ phải làm một bài thôi, là bài multicolor, là bài sẽ multicolor là bài số 2 sau cái bài 1 này. Đó, thì bạn sẽ phải làm bài multicolor. Đó. Thế thôi. Thì mỗi phần tiếp theo phần puzzle, phần grabby thì cũng chỉ làm trong chỉ làm một bài thôi, chỉ cần làm một bài trong phần đấy thôi. Sensor seven puzzle nhá, thì mình rồi các bạn hỏi là cho nó quay thì làm cách nào cho nó dừng lại, thì để mình sẽ hướng dẫn luôn cho bạn trong phần puzzle này. Đấy, chọn cái map nào rộng rộng tí để demo cho bạn đây. Cái map này dùng mình dùng để demo hay là thôi chuyển vẫn làm cái map kia đi. Đây, vẫn làm cái map này, vẫn làm map này đi. Rồi. Rồi, ở đây trong phần bài này sẽ không có hướng dẫn, không hướng dẫn cho các bạn, bởi vì là những cái thao tác cần làm thì nó vẫn là thao tác cũ thôi, là tiến lùi giữa trái giữa phải. Và nhiệm vụ trong phần này các bạn sẽ là phải đẩy cái khối màu vàng này, đẩy cái đống màu vàng rơi dưới đây, rơi xuống dưới đây. Khi khối màu vàng rơi xuống đây thì nó sẽ có cái cầu nó bắc qua đây để robot có thể đi tiếp được. Đó. Rồi thì bài này đơn thuần chỉ là tiến lùi giữa trái giữa phải thôi, là điều khiển về về mình xuống điều khiển động cơ thôi. Có bạn Thanh Trúc có phản hồi là thấy hơi lag, thì mình sẽ giảm độ medium này xuống, nhưng mà thật ra là mình có cái máy thứ hai để mình xem được, thì mình thấy là nó không không quá lag đâu. Và Trúc cũng nên kiểm tra lại mạng ở bên mình. Rồi. Thì bây giờ ta sẽ đơn thuần là tiến lùi trái đến phải, làm sao đẩy cái khối này xuống dưới đây và cho robot phóng phóng tiếp về đích. Rồi, bài này đơn thuần là giữa trái phải thôi, thì trước trước tiên để làm được thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nào để dừng lại, dừng dừng cái block. Ví dụ bạn đang quay mà muốn dừng dừng quay thì sẽ làm như thế nào, thì mình sẽ thực hiện việc quay trước nhá, lập trình việc quay trước. Một đoạn quay rồi. Rồi, nếu đang chạy nó sẽ quay. Đó, nó quay như thế này. Ý bạn nó đang quay loạn sinh ngẫu như thế này. Thì làm nào? Thì tại sao đang quay liên tục như thế? Bởi vì nó đang nằm trong một cái vòng lặp. Cái vòng mà vòng repeat này là cứ ấn chạy nó sẽ quay. Vậy làm nào thì cách nào đó để thoát khỏi vòng lặp này. Cách thoát khỏi vòng lặp là dùng thêm tại loop, nó chọn thêm breakout loop. Rồi. Đây là đây là sẽ thoát khỏi vòng lặp, nó sẽ thử xem là có cao lúc sẽ như thế nào nhé. Vẫn quay tại sao như thế, tại sao bước cao lúc nhưng mà nó vẫn sẽ quay, bởi vì các bạn chưa chưa lập trình tiếp bên dưới là sau khi thoát khỏi vòng lặp rồi, sau khi bước vào lúc rồi chúng ta sẽ làm gì tiếp, làm gì tiếp thì làm gì tiếp sẽ, nó sẽ chạy dưới đây này, nó sẽ chạy bên dưới này, nó chưa lập trình thêm. Mình sẽ lập trình thêm cho nó biết nhiệm vụ của nó sau khi breakout loop là gì. Ví dụ mình cho nó dừng đi, thì mình sẽ set cái này về không. Nó không làm gì cả. Tại không làm gì. Bởi vì nó chạy code nó chạy một loạt trên đây xuống. Và nó nhảy vào phần loop. Nhiều loop, nó chưa kịp quay nó ra khỏi loop luôn. Và nó quay về dừng. Vì vậy mình phải có quãng nghỉ giữa giữa cái việc breakout này và việc nghỉ. Mình sẽ dùng quãng nghỉ đây
Đúng lại là để làm quãng nghỉ. Rồi, run. Nó sẽ quay. Nó sẽ dừng. Nó quay khoảng 1 giây nó sẽ dừng. Đấy, nghĩa là nó sẽ quay. Quay theo theo vòng loop này. Và nó sẽ dừng, quay khoảng 1 giây. Rồi sẽ dừng. Rồi, sẽ lại nhá. Đấy. Thì đây là cách 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 cơ bản nhất để các bạn cố định nó xem nó quay góc như thế nào. Rồi, em ta sẽ trở về với bài chính ở đây. Đó là đẩy cái khối màu vàng này về đúng điểm này. Sau đó sẽ đi tiếp để về đích. Đây, sau full mark các bạn thì đẩy khối màu vàng xuống cái chấm tròn này. Chờ cái hố ở dưới này thì nó sẽ bắc cầu sang và mình sẽ lao được về đích. Vậy thì thao tác đầu tiên của robot là gì? Là phải tiến tiến để đẩy cái khối này vào đây. Thì mình sẽ tận dụng luôn cái phần code đang giờ này, mình cho nó tiến luôn. Đó, tiến 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 nhưng mà nó lao dưới tại vì mình đang để cái thời gian nó đi tiến nhanh quá. 1 giây là nó đã đẩy xong và nó lao dưới rồi, cầu đi qua là cầu cầu mà bắc qua là sẽ kẹt nó luôn. Vậy mình sẽ phải giảm thời gian nó tiến lại, nghĩa là nó đẩy được rồi nó phải dừng lại nghỉ một chút, đợi cầu đi sang rồi mới đi tiếp được. Mình sẽ giảm nó xuống khoảng 300 đi, 300 là chưa tới, 300 thì lại chưa đẩy được thì mình sẽ tăng thêm một chút nữa khoảng 500. Set run vẫn bị nhanh quá. Cái này là nó đang bị nhanh quá và nó lao qua động cơ luôn, lao qua cái bật đấy luôn. Mình sẽ giảm tốc động cơ lại. Giờ chỉnh giá trị ở đây 0.5. Reset chạy lại chậm chậm thôi. Nếu mà chạy chậm thì thời gian lại ngắn quá, lại phải tăng thời gian lên. Reset run. Rồi, gần được rồi, gần được rồi. Đẩy được rồi nhưng mà vẫn 1.000 thì vẫn lao nhanh quá. 800. Được nhá. Rồi, như thế là được. Đấy, rồi. Hiện tại nó đang dừng ở bước là đang robot đang dừng ở cái mốc lệnh này là dừng lại. Bây giờ cần bây đơn giản chỉ cần tiến tiếp thôi. Thì đơn giản là copy lại phân tiến. Và cho nó tiến. Rồi. Đó. Tiếp theo đơn giản chỉ là cho nó tiến thôi. Toàn nhá. Được block vào. Ồ, mình đặt nhầm. Đó các bạn. Khi đẩy xuống nó sẽ tiến. Mà lúc ấy mình nhìn nó là để 800 thì nó vẫn đang hơi chơi với, mình sẽ giảm xuống chút nữa cho chắc. Đó. Như này là cũng gọi là tạm chấp nhận được thì nó vẫn bị mắc một chút ở kia. Thì có trên chấm chắc các bạn có set tốc độ dừng hẳn thì nó sử dụng set động cơ về không. Thì để căn được thời gian chúng ta có hai cách, một là giảm tăng cái thời gian này lên, tăng thời gian này này, hoặc là tăng tốc độ động cơ. Nhưng mà lúc mình có show các bạn ấy thì nếu mà nó có tăng, nó tăng nếu mình để nhanh quá nó sẽ lao qua luôn cái khối màu vàng đấy. Sẽ demo lại, nếu mình để nhanh quá thì sẽ có khả năng nó lao qua khối màu vàng. Reset. Right. Đây là nó đang chưa cái nhanh quá là nó xuống dưới rồi. Thì nếu mọi người các bạn có để ý ấy,
mọi người có thể để ý là mỗi lần chạy robot nó có kết quả tương đối khác nhau. Ví dụ có lần chạy nó chạy mượt qua được, có lần chạy nó lại lao xuống dưới, nó lại hơi vấp vào cái thành này đi, tại vì là website này nó có build cả vật lý, nghĩa là nó build thêm cả yếu tố vật lý vào đây, nghĩa là robot này thỉnh thoảng nó sẽ chạy nhanh hoặc chạy chậm hơn một chút để nó sát với thực tế nhất có thể. Khi bạn dừng, nếu bạn muốn dừng một thời khoảng thời gian nào đó thì bạn có thể thêm thêm cái nghỉ vào. Nghỉ ở đây, ví dụ mình để hẳn 2 giây cho nó cái vấn đề nghỉ nó rõ ràng ra. Vâng. Hơi lệch một chút. Đó, thì các bạn nhìn thấy là robot nó vừa chạy đây này, nó dừng ở đây. Sau đó đang nghỉ, hạn đang nghỉ 2.000 giây, 2.000 mili giây, 2 giây. Sau đó sẽ tiến tiếp. Đó, thì bạn thêm muốn dừng lại đợi ở mức nghỉ, bạn thêm cái lệnh này vào phía dưới cái mục nghỉ đấy. Đấy là về phần okay. Rồi. Thì sleep này không không phải theo mình hiểu logic sleep này là robot sẽ đi ngủ đâu, và nó sẽ dừng dừng việc chạy chạy tiếp code lại. Nghĩa là chẳng ví dụ nó đang chạy tại phần dừng này, nghe robot đang dừng ấy, thì nó sẽ tạm thời nó delay khoảng 2 giây. Giữ nguyên tại trạng thái gần nhất rồi nó mới chạy tiếp xuống phần bên dưới. Rồi. Còn thời gian dừng nghỉ như nào còn tùy vào bài toán. Vâng, ví dụ bài này đơn giản thì mình sẽ dừng nghỉ một chút thôi. Thì đấy là demo về 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 demo về 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 puzzle nhé. Thì trong cái phần puzzle này nó chủ yếu là hướng dẫn các bạn là thao tác thêm với cả một cái khối 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 màu vàng này, màu vàng này để làm để giải được cái sa hình. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ thì trong thể lệ tại phần puzzle các bạn sẽ yêu cầu các bạn làm cái bài Grids in color, mình sẽ sang đấy để review cho các bạn một chút về bài đấy. Grids in color đây là nằm mục số 4. Độ khó theo trang web đánh giá là mức 2. Rồi. Người ta nhìn vào sân đấu nó cùng đề bài, phân tích đề bài một chút nhé. Đây là đích, đây là vị trí của robot. Rồi. Giữa robot đang có hai cái cổng màu, cổng đỏ và cổng xanh, đồng thời là đang có hai cái hố cần cần phải đẩy vật vào. Rồi thì việc đầu tiên nó cần làm là đi qua là cổng, đi qua là cổng chúng ta sẽ phải thực hiện đo màu như cái bài số 3, rồi rẽ trái và rẽ phải tùy màu. Sau khi rẽ trái rẽ phải rồi phải thực hiện tiếp việc đẩy cái khối này vào đây, khối xuống hố để mở được cầu, mở được cầu sang sang vạch đích. Thì nó sẽ gồm hai hai nhiệm vụ phải làm. Thứ nhất là phải detect the color, phải đọc được màu. Đó. Tiếp theo là phải căn được thời gian để đẩy khối này xuống, căn căn được thời gian con khoảng cách để đẩy cái này xuống. Sau đó đi sang đây. Nhưng mà các bạn nhìn ở đây nó có bài toán này nó có một cái phức tạp hơn này, là cái màu hai cổng cùng màu đang nằm ở hai vị trí chéo nhau.
Nghĩa là các bạn mở được cổng đỏ nhưng các bạn sẽ không thể đi 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 thẳng được, bởi vì đối diện nó là cổng xanh. Khi đấy các bạn sẽ phải đi vòng. Ví dụ mở được cổng đỏ, các bạn sẽ phải đi từ cổng đỏ đến đến cái điểm này, quay quay vòng sang bên bên hố tiếp theo, hố thứ hai bên đây, rồi mới đi vào cổng đỏ và quay về đích. Thì nó sẽ đi theo hình zigzag đó, đi theo hình zigzag như này về đây. Thì đây là điểm hóc búa của bài, và các bạn sẽ căn căn thời gian chạy robot. Rồi các bạn hỏi trên khung chat là bài có hai màu thì mình thiết kế cho robot cho cả hai màu, đúng rồi. Ví dụ bạn có thể đồng thời cả hai dùng đồng thời cả hai hàm if, một cái if nếu màu đỏ thì sẽ rẽ sang bên nếu đúng theo chiều của robot, đưa chiều của robot thì sẽ là rẽ sang bên tay phải, màu đỏ sẽ phải, màu xanh thì sẽ trái đó. Thì bạn có thể sử dụng đồng thời cả hai hàm if mà. Rồi đó là mình sẽ dành một ít phút để hướng dẫn đấu trường arena bên dưới thôi, và mình sẽ không làm. Rồi các bạn Chí Công có bạn Chí Công hỏi là hàng hai hàm if, thì cái này mình hướng dẫn ở trước rồi, thì mình sẽ lock lại cái câu hỏi của bạn để tí mình quay lại mình cho bạn xem. Rồi mình sẽ bây giờ mình sẽ phải đi tiếp đi tiếp sang các mục khác để tránh hết thời gian. Rồi và mình vừa review cho các bạn về cái Create in Color đấy, để tí nữa để các bạn làm, để các bạn xây dựng cái logic hoạt động của robot. Còn làm nào để chạy thì cái nội dung kiến thức của phần Create in Color này nó là kế thừa của bài số 1 bên đây này. Nó kế thừa bài số 1, nó kế thừa của nó là kế thừa của cái mục của cái phần movement này luôn này, và cả sensor này luôn. Nghĩa là bài 4 này nó sẽ kế thừa luôn nội dung của hai bài trước. Đó. Thì càng về sau thì nội dung kỹ năng cần có thêm nhiều. Nên là tại sao là độ khó nó tăng cao thêm. Rồi, và đến phần cuối cùng là phần grab. Grab thì tiếng Anh nghĩa là cắp, map thì nó thể tưởng tượng là nhiệm vụ robot bây giờ sẽ là phải gấp vật. Rồi làm bài đầu tiên nha. À, phân tích đề bài một chút thì có thể thấy là robot nó đã xin lỗi các bạn là của mình vừa bị disconnect, mình sẽ truy cập lại vào hiện tại. Rồi, bài này nhé. Quay lại ở đây rồi. Robot được sử dụng trong bài này đã được đổi đi rồi. Gọi là robot nó có cái robot bài trước thì nó có hai cái bánh, hai cái đầu đẩy dưới đây để đẩy vật, còn đây là nó có cái tay vươn ra luôn. Nó sẽ gắp, nó kẹp vào cái vật này. Rồi. Thì các bạn có thể thấy là giao diện nó tương đối giống cái bài puzzle lúc nãy, phần 4. À phần 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 4 lúc nãy. Thì vẫn là nhiệm vụ là phải đưa được cái khối này, khối màu vàng này này đến cái vùng vòng tròn màu xanh ở đây. Khi đưa màu cái đưa được cái màu vàng nó vào đây rồi thì nó sẽ mở cửa, nó sẽ mở cửa và mình có thể đi được vào đích ở bên trong. Đó. Thì bên ta sẽ làm bước gọi bước phân tích hoạt động của robot, robot sẽ phải làm những hoạt động gì. Trước tiên là sẽ phải tiến về phía cái vật này, vòng tay qua và gắp vào kẹp vào nó, sẽ chạy luôn nhé. Rồi thì đây là thao tác với tay, chúng ta có thêm một cái accessor mới là với servo đây đó. Servo thì nó chính là cánh tay này. Mình dạy thử một cái servo cho bạn xem nhé. Set grabber position.
Ví dụ mình để một đi và một đi. Rồi, chạy thử xem nó có chuyện gì xảy ra. Để cánh tay nó mở chưa? Đó. Thì đấy là chúng ta mở cánh tay rồi. Và nếu muốn trả nó về. Đóng lại thì lại trả về không thôi. Reset, chạy thử. Vâng. Vâng thì nó chạy nhanh đến mức mà nó đã qua một rồi, nó đã về không luôn, thì mình sẽ phải chèn thêm một cái quãng nghỉ ở giữa. Mở lên này, có vào đó rồi. Bây giờ chúng ta tạm thời vẫn để mở nhé, vì chưa đến được vị trí của robot. Có bạn bảo mình là chia sẻ màn hình. Chia sẻ màn hình thì bạn giúp mình kiểm tra lại đường truyền ở bên đội nhé, vì mình vẫn đang chia sẻ màn hình và mình kiểm tra lại thì vẫn thấy chia sẻ bình thường. Rồi, tiếp tục nào, ta sẽ đâu nhỉ? Đang đang dừng ở việc mở này đúng không? Rồi. Khi đã mở được cánh tay rồi, chúng ta sẽ tiến về phía trước một chút, kẹp được cái khối này. Để sẽ build lại cái phần chạy hôm đấy. Chiều. Tiến này build một này. Nếu mình không sai. Rồi. Tiến được rồi, bây giờ sẽ tiến một chút thôi. Đường mới dừng. Khoảng bạn chưa dừng. Đó, như này nó dừng rồi nhé. Các bạn hãy nhìn bánh xe nó quay là do vấn đề giao diện của phần mềm thôi. Trước về các bạn nó dừng rồi. Đó. Rồi, như này là khá là chuẩn. Rồi, đến bước này mình tiếp cận được cái khối ở rồi thì dừng dừng kẹp tay lại. Sử dụng trong sương mù này. Sẽ revolution về vị trí kẹp là không. Ăn thử nhá. Tại sao nó lại đóng vào luôn? Bởi vì là chúng ta đang để gần cái cốt đã chạy từ trên xuống thì gần như ngay lập tức nó sẽ đóng vào. Thì mình sẽ phải có khoảng dừng. Khoảng dừng ở giữa quãng nghỉ này. Đấy, giữa cái quãng đang dừng này. Đấy. Đó là reset run rồi dừng lại này, sau 1 giây mới đóng lại đó. Rồi vậy là đã xong được bước đầu tiên, đó là tiếp cận và kẹp cái khối này. Nhiệm vụ tiếp theo nữa, chúng ta sẽ là kéo nó về đây. Của mình vừa bị do đường mạng đường một drop thì nó mất đường truyền, nhưng mình vẫn đã kịp xếp lại cái code này rồi thì sẽ reload lại thôi. Các bạn Nguyễn Đức Chí hỏi là phải đặt để nó chạy chứ lặp một lần chạy không được bạn. Đúng rồi ạ, nếu mà mình đặt mọi thao tác của robot trong một vòng lặp thì chắc chắn nó sẽ chạy rất là loạn. Vì vậy mà tùy vào bài toán thì chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp hoặc là ngắt cả vòng lặp để làm thao tác khác. Máy qua mình vẫn kịp xếp lại cái cốt này. Chạy lại nhé, để xem là tiến độ robot đến đâu rồi. Ở đây này, tiếp cận, đóng tay vào. Đó, vậy là tiếp cận được khối này rồi. Thao tác tiếp theo robot sẽ phải đi thẳng tiến về phía này, tiến về cái vùng này.
dừng lại tại đây để thả vật xuống, thả khối xuống. Rồi, chúng ta sẽ đi làm tiếp thôi. Đó là đi thẳng. Đi thẳng nhé. Bit này, trên đây có khối đi thẳng này. Không thì mình sẽ làm lại để cho bạn dễ hơn. Đây. Được. Đấy, hiện tại mình đang để chìa khóa động cơ tiếp tục theo hướng như cũ thì nó sẽ lao thế này, thay vì là đi ngược lại sẽ phải đảo chiều lại. Step front. Nhưng mà để thấy là chưa kịp kẹp lại đã phóng đi mất rồi. Vì vậy mình sẽ phải giữa cái việc kẹp này, mình sẽ phải có cái quãng nghỉ, một khoảng dừng để dùng cái hàm này. Reset còn lại rồi nghỉ một chút kẹp vào nghỉ rồi mới đi tiếp đó. Rồi vậy thì như bạn vừa thấy thì nó lao đi mà nó không thả cái khối màu vàng này ở lại đây, vì vậy mà cửa vẫn không được mở lên. Vì vậy chúng ta sẽ phải giữ cái khoảng chạy, chúng ta sẽ cho nó chạy dừng tại điểm khoảng này để thả khối xuống. Rồi, tương tự như việc là chúng ta dừng chạy như lúc nãy thôi, vẫn sử dụng thêm cái breakout này ở lúc kéo thêm về đây, mình để là 100, mình chạy thử xem là chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Con này đi được rồi, tiến lên một chút dừng lại, tại vì mình đang để là 100, nó tiến chưa đủ xa, nó sẽ khoảng 400. Đã có thử thôi. Rồi khá chuẩn, khá chuẩn, 400 là khá chuẩn. Rồi bây giờ thao tác còn lại đơn giản thôi, đó là thả cái vật này ra, thả cái vật này ra và đi về đích thôi. Mình sẽ thực hiện nốt công việc đấy tương đối đơn giản, là không có gì cả. Thì có thể ở trong lúc các bạn làm này, các bạn cũng nên như mình là sẽ đặt thêm những cái quãng nghỉ ở giữa này để nó tách. Tách bạch những cái thao tác của động cơ ra, ở của robot ra. Đó, đến đây thì mình sẽ thực hiện thêm cái lệnh là nhả cái vật này ra bằng cách là lại mở cánh tay lên đến vị trí 1 này, hoặc là 0,5 cũng được. Chúng ta reset còn lại này, tiến này, kẹp được rồi này, đi thẳng tiếp, dừng tại đây, mở ra rồi, nhả được rồi, thế là xong. Đó, cuối cùng đơn giản là phóng thẳng về đích thôi. Đi thẳng dừng tại đây, mở ra và phóng về đích đó. Vậy là xong, vậy là như thế là đã thực hiện xong từng từng task một trên cái bài này. Thì các bạn có thể nhìn lại một lượt cái code này, nó đơn thuần là chỉ mình căn việc tiến lùi thôi, đồng thời là ghép thêm cái cánh tay vào, còn về cơ bản phần lớn là việc căng nó tiến lùi. Vậy đây là hết bài quát, thì chúng ta có thể thấy là bài quát này, bài số 1 thì nó đang vẫn đang tập trung vào việc là kẹp vật. Chúng ta phải để repeat thì nó sẽ để giữ cho code chạy cái vòng bên trong
những cái code bên trong nó chạy lại liên tục. Ví dụ như là repeat, mình repeat thì bên trong cái repeat nó là cái khối để điều khiển tốc độ động cơ này. Đó. Thì phải đặt trong repeat để động cơ chạy liên tục. Còn lúc nào muốn động cơ dừng thì chúng ta sẽ thực hiện breakout loop và thêm lệnh dừng ở dưới này là được. Các bạn nói thêm là cho ăn vịt rồi hẵng về đích. Ok, thì giờ còn 10 phút nữa thôi thì chắc là việc mình ăn vịt thì nó cũng hơi mất thời gian. Có thêm một chút nữa thì mình sẽ phân tích cho các bạn làm ăn vịt, thì khi bạn đi về đến đích này các bạn quay sang bên phải, thì đúng chiều chạy robot này, quay sang bên phải ăn được vịt, rồi quay đầu 180 độ để quay về đích. Rồi, các bạn muốn mình thử là thử thử đặt lệnh 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 đặt lệnh chạy robot ra khỏi không có trong repeat, đặt cái lệnh chạy tốc độ động cơ này ra khỏi repeat sẽ như thế nào, mình sẽ làm thử luôn cho bạn. Chúng ta mình bỏ hắn này đi, cái bộ hạt ở đây thì mình khôi phục lại cũng được. Bộ hạt ở đây ạ. Chiêu tập. Vậy thêm từng phần một đây này. Oh, video set power. Rồi. Đây là không có loop nha. Một. Rồi. Đoán thử. Rồi, bây giờ ta sẽ cùng xác định xem là như này nó đang chạy liên tục rồi, mà chúng ta cùng làm rõ thêm là nếu nếu nó nếu mình đặt thêm những cái lệnh xuống dưới thì nó sẽ có chạy chạy lại hay không. Rồi, ví dụ mình từ cái việc đi thẳng này mình muốn nó chuyển sang rẽ trái đi, nó chuyển, mình sẽ cho nó dừng và nó sẽ chuyển sang đợi chút này, còn nó tiến. Ừ nha. Thế là được, có thể là được. Đó, mình thấy như này là có thể mình sẽ giảm này một chút nữa xem nó có chạy chăng thế nào. Thì làm theo cách này thì các bạn vẫn phải sẽ phải căn tương đối nhiều để chạy được. Rồi. Có bạn hỏi là thứ tự âm dương như nào thì bạn cứ vào trong code bạn chạy thử hay thử trừ một với trừ một và mình nhớ để lần sau mình thay thôi. Set vị trí rồi thì còn mấy phút nữa chắc là mình sẽ giới thiệu thêm về cái Arena đi. Rồi thì phần Grabby này các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ là good memory nhá, sang good memory sang. Memory đây. Rồi. Là group memory. Rồi. Đấy nhá, phần tích để bàn với nhau một chút nhá. Đi nhanh thì ta sẽ chuyển sang phần Yanina để bảo thời gian. Đó, như nhiệm vụ đơn giản thôi, các bạn thấy rằng là robot sẽ phải đây là đích, robot ở đây, nhiệm vụ của nó sẽ phải là mở cái cổng này để đi về đích. Thì cái cổng các bạn thấy cho nên nó có hai cái màu,
xanh và đỏ này, xanh và đỏ này, và có cái cổng màu đỏ ở đây, thì chắc là đoán được nhiệm vụ ở đây là gì rồi, là các bạn kéo cái khối màu đỏ này về cái vùng, về cái vòng tròn màu sáng ở đây để mở được cổng đỏ. Thôi thì với các bạn nó tương tự như cái bài một thôi, bạn sẽ phải kéo được, và khi kéo được rồi thì nó sẽ mở cổng và bạn chỉ việc đi về đích thôi. Đấy, thì mình sẽ viết nhanh cái bài cho mọi người. À, rồi có mình quay lại các câu hỏi bạn vào lúc nãy, là chuyển sang đúng nhỉ, bạn Chí Công thì hỏi là dùng hai hàm if, còn bạn Hoàng thì chuyển Java sang on block kiểu gì, tức là sẽ bỏ lại bạn xem block kiểu gì. Các bạn mở bảng code đây nhé, bảng code ở đây thì đây là sang block, bạn chọn onboard Java bên cạnh này, yes. Đó, thì chuyển sang như thế này. Đó, và cùng là về block về đây. Đó. Đúng rồi bạn ạ. Những bài mình đang hướng dẫn này thì bạn có thể hiện mọi có thể làm thoải mái, miễn sao về đích là được. Chuyển bên Java về lại được nhé bạn. Onboard Java này. Đây bạn mình đang ở Java này. Rồi mình sẽ ấn sang block này trở về thôi. Qua là với câu hỏi bạn Chí Công nhỉ, là dùng hai hàm if như thế nào. Rồi thì mình sẽ quay lại cái lúc đấy mình có dùng hai hàm if và sensor lên. Cần đợi một chút nhé, mình sẽ trả lời câu hỏi bạn Thành Quý xong để mình trả lời nốt câu hỏi bạn Đức đã. Ai bạn Công. Được. Đây. Đây, mình đã dùng hai hàm if ở đây. Còn như thế này, đây. Thì với các bạn là nối với nhau thôi. Nó nằm ngay cạnh nhau. Thì khi code chạy nó sẽ chạy tuần tự từ trên xuống. Thì nó sẽ đọc hai hàm if này. Ví dụ là 255 thì nó sẽ chạy luôn hàm if này. Còn nếu là giá trị là 11 thì nó sẽ bỏ qua 255 và nó chạy cho 11. Thì đây hai hàm if. Thì các bạn có thể thêm hàm if, nhiều hàm if nữa. Và logic này. Logic. If. Đây. Ở đây các bạn tìm thêm. Rồi. Bạn hỏi xem copy code không được dạ anh. Copy như này hả? Hay là copy như thế nào? Nếu bạn muốn copy cái code này thì bạn đặt đặt con trỏ chuột vào code này, chọn chọn là sáng vàng lên, xong bạn chuột phải vào duplicate. Hết. Nó sẽ sao chép vào sang. Rồi. Bây giờ ta sẽ chuyển sang nốt cái phần nội dung cuối cùng của STC SIM này. STC SIM này là về dị arena nhé. Rồi các bạn hỏi là copy code ở bài sang bài kia sao anh, mình cũng chưa thử cái vấn đề này thì có thể là mình sẽ thử luôn ở đây cho bạn mà chắc là mình sẽ phải sang dị arena trước vì cũng còn mấy phút thôi là hết chương trình buổi tối hôm nay rồi, để đỡ mất thời gian của mọi người. Để ưu tiên Arena trước. Rồi. Anh em thì mình tổng kết lại là riêng cái phần bài tập này này. Riêng bài tập này các bạn sẽ có đầy đủ bài tập cả 5 5 phần nhá. Đó, đã liệt kê trong thể lệ rồi. Vui lòng giúp mình đọc kỹ lại nhé. Và trên thể lệ nó cũng có nốt sẵn cho các bạn là bài nào trong cái chương đấy. Làm cả 5 chương nhưng mà mỗi chương chỉ là một bài thôi. Rồi, bây giờ sẽ quay Arena nhé. Thì, đi nhanh nha các bạn, cái này buổi sáng cũng có nói qua rồi. Buổi tối nay mình sẽ đi phân tích sâu hơn một chút. Vào menu, giới thiệu là vào menu này. Cho xuống chọn vào Arena.
Đó. Rồi, Zarya là nó ở đấu trường. Trong đấu trường nó có những cái task mình sẽ vào đấu trường để show các bạn luôn. Rồi, sau đây các bạn nếu mà dành chút thời gian phân tích đề bài, sẽ thấy là có đầy đủ tất cả những cái nhiệm vụ mà trước chúng ta đã học, có góc này đưa về đây, xong rồi đẩy về mở cổng để đẩy về về đích đó. Thì thật ra là bài arena này thì mỗi tháng nó sẽ có một bài mới, nó sẽ reset. Nên đây là bài của tháng 12 mới được cập nhật vào ngày hôm 1, thì nó sẽ đơn giản, nhưng mình thấy của tháng trước thì nó khó hơn nhiều, thì cũng may mắn hơn nếu các bạn. Các bạn hỏi là gì ra trong thể lệ khác với trong video, mình sẽ sao đi ra kiểm tra cho bạn nhé. Ừ, đúng rồi bạn. Thì đây là The Arena của tháng 11 tháng trước, thì xem cái nền sâu lên các bạn có thể nhìn thấy map nó rộng và khó hơn rất là nhiều. Và tháng 12 là cập nhật lại rồi, thì tháng 12 mới cập nhật, vì mình sẽ chỉnh nó qua thể lệ này, cái link Arena mới là. Đó, mình sẽ cập nhật sang tháng 12 cho các đội làm. Thì mỗi tháng nó sẽ sửa một lần đến cái bài này vào tháng 12 mới được cập nhật lại. Rồi, thì điểm khác của Arena là gì? Nó sẽ có thời gian này. Nó tính thời gian cho các đội. Các bạn vào login và đổi tên đi. Tên đi để chạy, và sẽ tính thời gian. Ở đây ghi lại thành tích thời gian. Vì vậy mà điểm khác của bài này, các bạn sẽ phải tối ưu code để làm sao mà nó chạy thật nhanh, để ưu tiên về thời gian thật là tốt. Tất nhiên là phải hoàn thành nhiệm vụ rồi, thời gian thật là tốt. Rồi, đấy là Arena thôi, thì đề bài cũng không quá phức tạp, thì chắc mình sẽ không phân tích thêm sâu nữa. Vừa đúng 9:30 thì chắc là mình sẽ thời gian khoảng 5 đến 7 phút để trả lời câu hỏi của các bạn về FTC SIM, để tránh các bạn làm nhầm bài. So. Các bạn có yêu hàng hỏi lỡ viết bằng Java được, bạn viết bằng Java được mà nó chạy được với đích thì ok, vẫn có thể gửi gửi đồ với ban tổ chức như bình thường, như làm blog thôi, làm trình như nào cũng được mà. Được chứ bạn, mình làm nhiều lần được chứ. Matching bên phần 5, mình đang không rõ là bạn hỏi matching phần 5 là phần nào. Phần Grabby thì mình vừa hướng dẫn rồi bạn ạ. Mình vừa hướng dẫn phần Grabby rồi, thì bạn giúp mình quay lại cái mình sẽ không hướng dẫn lại nữa, mà chút nữa sẽ có report của bài này, thì bạn xem lại nhé. Rồi, mình sẽ trả lời có ba cái câu hỏi ở bật này. Là thứ nhất, các bạn hỏi là làm 5 bài nào, thì đây trong thể lệ đã ghi rõ cho bạn 5 bài này. Chương intro là ba bài này, chương movement là bài thương test, chương sensor là multicolor, nghĩa là 4 chương sau để mỗi mỗi chương chỉ làm một bài, và tên bài để đây rồi, vì vậy giúp mình là không làm nhầm nhá, mất thời gian lắm. Rồi, câu hỏi thứ hai là một người làm hay nhiều người làm. Các đội có thể làm nhiều nhiều người, nhưng mà để nộp ra sản phẩm thì chỉ cần một bộ sản phẩm thôi, nghĩa là một người có thể làm hết được những cái này xong gửi ban tổ chức cũng được. Mà mình khuyến cáo các bạn nên, tất cả các bạn thành viên đều nên làm, để vấn đề về chuyên môn và kiến thức nó đồng đồng đều với nhau. Đúng rồi, từ block Java có thể chuyển sang Java, nhưng mà từ Java sang block
nếu mình viết chuẩn như blog thì nó sẽ được, nhưng mà thường rất là khó. Rồi bài Arena nhé, bài mình nhìn đến câu hỏi của bạn Cao Vũ Duy Tân rồi, bạn vui lòng đừng spam nhé, mình sẽ trả lời sau câu hỏi này. Bài The Arena sẽ ở dạng nào? Thì bài The Arena sẽ ở dạng thứ nhất ở video. Là video, bạn vẫn quay video làm như bài tập bình thường thôi. Thứ hai là bạn sẽ ra ngoài màn hình chính này này, thì ở đây nó sẽ có hiện cái thành tích của đội, thì bạn cũng chụp lại phần này giúp mình. Rồi đấy nhá, thì câu hỏi cho phần của bạn Thanh Quý, bạn Duy Tân hỏi là cốt dài hay ngắn khựng thì điểm cao hơn. Mình xác định cái này là làm như thế nào mà thời gian chạy nhanh hơn được thì cái đấy sẽ hơn. Còn cốt dài hay khựng thì cái này các bạn phải thử thực tế và sẽ không có chuẩn nào để đánh giá cái việc đấy. Nó tương đối đấy, nó tương đối đấy. Rồi bạn Thanh Quý bảo là gửi cả hai về cho ban tổ chức là đúng rồi nhá. Rồi ở đây nó không có điểm nhá, nó sẽ tính thành tích theo thời gian, nghĩa là thời gian thì càng nhanh thì càng tốt. Đó. Còn tại sao cần thời gian thì ban tổ chức có thể sẽ sử dụng cái thời gian này để đánh giá về chất lượng học của các bạn, nghĩa là bạn học bạn Trọng Khiêm có report lại cái bug là chạy rồi thời gian ghi là không không, ghi là không không, thì có thể là bug của web nó có vấn đề, vì là như tháng trước mình làm hoặc là như một số bạn ở đây nó làm thì có 60 trong cái thời gian này, thì chắc là về mình sẽ test lại để phản hồi lại cho bạn bạn Khiêm sau nhé. Lớp lập trình có bị trừ điểm không? Khi bạn va chạm thì các bạn hiểu là phần này nó sẽ không tính điểm, chỉ tính thời gian thôi, và va chạm thì nó sẽ mất thời gian của các bạn, thì về cơ bản là va chạm là sẽ bất lợi cho mình rồi. Có một câu hỏi mình thấy bạn spam nhiều mà. Có tính thời gian là thời gian từ lúc bắt đầu ấn run, từ lúc ấn run đến khi chạy đến điểm đích. Từ lúc ấn run cho đến chạy đến điểm đích. Có một số câu hỏi mà chuyên môn, ý là bạn ít color mà không thực hiện được ấy, thì có thể là bạn sẽ phải chuyển sang kênh Discord và gửi hình ảnh lên xác định lỗi để hỗ trợ. Vì làm bạn nói thế thì cái nguyên nhân không chạy được nó rất là nhiều, rất là nhiều nguyên nhân mà tôi không chạy được. 60 là giây nhé bạn, chạy 60 phút thì quá lâu luôn. Rồi về cách nộp bài tập thì sau đây khoảng 1 đến 2 ngày thì ban tổ chức sẽ cập nhật một cái thẻ lệ hướng dẫn cho các đội là lưu file như thế nào và nộp vào đâu. Vì vậy các bạn giúp mình là sẽ theo dõi cái nội dung đấy nhé. Mình sẽ có thông báo lên các kênh cho các bạn. Bạn Nguyễn có hỏi là cả nhóm làm chung hay là nộp đại diện, thì câu hỏi là mình nhận nhiều rồi, mình sẽ trả lời lần cuối cho tất cả các bạn nhé. Và sẽ chỉ đại diện đội nộp thôi, không cần tất cả các thành viên đội phải nộp, đại diện một bộ nộp cho đội ban tổ chức là được. Rồi thì chắc là mình sẽ dừng phần hỏi đáp lại tại đây vì tương đối muộn rồi. Thì có câu hỏi thì các bạn vui lòng sẽ gửi lên Discord của ban tổ chức nhé. Tất cả đây được vào Discord rồi thì gửi đấy thì ban tổ chức vẫn vẫn trực và trả lời cho các bạn. Tất nhiên các bạn đừng đừng gửi câu hỏi vào buổi đêm, lúc đấy thì không ai trả lời cho các bạn đâu. Rồi vậy mình sẽ tổng hợp lại, highlight lại những nội dung các bạn cần quan tâm các bạn FSIM này, FTC SIM này. Thứ nhất là 5 bài này nhé, đừng làm nhầm bài, vui lòng giúp mình là đọc kỹ và đừng làm nhầm bài.
thì ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm cho vấn đề là các bạn làm nhầm bài đâu. Thứ hai là FTC SIM. Đây thì vào link truy cập, ấn vào đây là sẽ tự động đưa các bạn sang trang mới rồi. Đó. Để bắt đầu làm. Thế đây là hai nội dung trong FTC SIM ở đây. Giúp mình đọc thật kỹ nhé, vì mấy ngày hôm nay thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi về những cái nội dung mà đã được viết trong thẻ lệ rồi. Thì trả lời câu hỏi rất mất thời gian. Và thật ra là các bạn là các đội thi, các bạn nên là người đọc chứ không mà không phải đi hỏi ban tổ chức. Các bạn nên là người đọc, các bạn chưa viết đầy đủ ở đây rồi. Chỉ là cái nội dung mà ban tổ chức chưa viết, ví dụ như là cách nào để nộp bài, thì cái ban tổ chức sẽ trả lời các bạn và sẽ đổ sung ở đây sau. Đấy, lưu ý lại cho các bạn để đội mình chủ động làm việc hơn. Thì đấy là chắc đấy là nội dung cuối cùng của buổi đào tạo buổi 4 này, và đồng thời là nội dung của toàn bộ chương trình bootcamp này. Thì sau mình nhắc lại là bài tập sim hướng dẫn nộp bài tập thì ban tổ chức sẽ bổ sung vào thẻ lệ sau nhé. Nó sẽ có một cái phụ lục ở dưới đây này, phụ lục. Nên vì ban tổ chức sẽ bổ sung vào 1 đến 2 ngày tới. Khi là bổ sung thì sẽ có thông báo với các đội. Rồi, thì đây là kết thúc của chương trình đào tạo trong 2 ngày vừa rồi. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và rất mong là những kiến thức mình trao đổi với các bạn thì sẽ hỗ trợ được cho các bạn trong việc hoàn thành những cái thử thách của vòng đào tạo này, ở trực tuyến này. Rồi, thì lưu ý cho các bạn nhé, là về các bạn giúp mình đọc thật kỹ thể lệ, xem lại record và bắt đầu thực hành thật nhiều. Thực hành càng nhiều thì càng tốt, càng thao tác càng mượt mà thôi. Và đồng thời nếu các bạn có câu hỏi gì thì vui lòng gửi lên Discord và đội tức sẽ trả lời cho các đội. Rồi, thì đây là kết thúc của trình đào tạo rồi. Thì rất cảm ơn các bạn, thầy cô và các đội đã theo dõi trong 2 ngày vừa qua. Ban tổ chức có trong các buổi có một số những cái sai sót, thiếu sót về mặt kỹ thuật, thì rất mong các bạn thông cảm. Ban tổ chức chúng ta sẽ cùng trao đổi thêm phối hợp để hoàn thiện thật tốt về vòng đào tạo này. Rồi vậy thì chương trình đào tạo kết thúc rồi đấy. Bây giờ chúng ta có thể đúng muộn rồi, các bạn có thể giờ có phòng học được rồi. Cảm ơn các bạn.